Vừa rồi chúng ta đã tự tay, các quý vị ở đây đã tự tay, đã tới đây và tự tay mình điều chỉnh cái khớp gối của mình. Theo hướng dẫn và hoàn toàn là mình làm trong vòng ít phút ra. Thực ra cái bài này chúng ta làm, về nhà chúng ta làm, mỗi một lần chúng ta làm như vậy ấy, tác động như vậy, cả co, cả duỗi, co duỗi như vậy 3 lần, vỗ rồi vuốt miết ấy, thì chúng ta mất khoảng chừng 10 phút. Nếu như mà đã làm thạo rồi chúng ta sẽ mất 10 phút. Rồi bây giờ sau từng ý phút mà chúng ta làm thì các quý vị ở đây, mọi người thấy sao? Rồi chị thấy thế nào? Dạ tôi thấy nhẹ nhiều ạ. À, nhẹ nhiều. Nhiều cỡ được khoảng 80%. Được 80% mọi người. Xin mọi người. Lúc trước thì nó nặng cỡ nào? Co ra co vào nó khó mà đứng lên phải chống này. À, chống này lên. À, chống mông lên. Mới đứng lên được. Bây giờ thì ngồi xuống lên được. Rồi, chúc mừng chị. Chúc mừng chị. Đấy là một điều tuyệt vời, tại vì lúc đầu á, tôi nhớ là chị này đến rất sớm. Và bước không được, từ trên xe xong bước không nổi. Nó khuỵu bên này, khuỵu bên kia. Chị học mấy tuần? Đâu mới học ngày hôm nay đầu tiên. Chị này hôm nay chị đến sớm và chị có nhăn nhó, chị nói là một lần tiêm như thế là đâu như là cả 1,5 triệu gì đó, hay là thuốc cứ giảm đau rồi nó lại hết, giảm đau nó lại bị lại á. Giảm đau nó lại bị lại dùng thuốc rồi. Hết thuốc lại đau. Rồi, thế còn các chị khác, những người nào đau khớp gối cảm nhận sao ạ? Từ lúc chườm đá xong nó nhẹ ngay. Đỡ mà. Đỡ nhiều. Đau lắm. Đỡ nhiều à? Vâng. Đỡ nhiều ha. Rồi về góc bên này. Góc bên này các chị còn đau ác nữa cơ. Rồi đang nóng lạnh nó đau ác nữa. Dạ, yên tâm nhá. Từ bây giờ về là có vũ khí rồi. Dạ. Liệu pháp y mơ mạch. Cái này là cái vũ khí mà gọi là khắc tinh của chứng đau khớp gối á. Rồi. Rồi bây giờ đến góc này ạ. Mấy anh chị này có muốn có ý kiến gì không? Có phát biểu gì không sau khi làm xong? Rất là hay. Đâu chị nào? Chị ở đâu? Chị ở Cần Thơ. À Cần Thơ đi lên, đi từ đêm à? Đi từ 3 giờ sáng. Mọi người lắng nghe, mọi người lắng nghe. Mọi người lắng nghe này. Mình nói ai cũng nói đâu có ai nghe ai đâu. Rồi. Chị thấy sao? Chị thấy lên coi trên YouTube lên đây rất là mừng và hiệu quả rất là tốt, cho nên mừng dữ lắm, bớt đau nhiều. Mà mới làm con lần thôi. Dạ, sáng nay đi từ đêm lên đây để tìm cho bằng được để chữa đau khớp gối nha. Dạ. Mà bây giờ chị thấy là chị có tự tin, chị tự làm được không? Có tự tin về làm thêm. Kỹ thuật này là đơn giản quá mức luôn đúng không? Rất là mừng lên đây được chữa được là rất là mừng, cho nó hết đau. Rồi chúc mừng chị với mọi người. Cảm ơn. Rồi bây giờ mọi người có đây thôi được, tốt nhất là các chị cứ tự giác thôi, cảm nhận sao thì cứ phát biểu ha. Rồi có chị nào muốn chia sẻ gì không? Dạ thấp nha, cũng đỡ nhiều. Cũng đỡ ha, đỡ nhiều không? Dạ đỡ nhiều. Đỡ nhiều ha. Dạ. Vui không chị? Chị chưa làm được nhiều, hồi lát nữa phải nói sạch. Chưa làm, mãi mãi giúp mình bà con xung quanh à? Trời ơi, chị này nghĩa hiệp vô cùng luôn, trời chữa đau khớp gối phải đi giúp người. Rồi bây giờ anh này có thể chữa không? Thì nãy giờ lúc đầu á, thì bước vô á, thì ngồi á, thì nó hơi đau đó. Nhưng mà sau khi mà được anh này giúp mình để mà thả nó ấy làm á, thì bây giờ tôi thấy rất là nhẹ. Nhẹ không? Rồi, cảnh nó thì rất là nhẹ. À, rồi, có thể tự tin và có thể mình tự mình. Mình tự chữa nha. Rồi mình tự chữa nha. Thế thì còn mấy cái người đẹp nào não niên nhẫn nha. Chân cong queo nè, giờ đã đỡ rồi nè, ăn được 2-3 phần thôi. Ồ, bây giờ nó cong cong rồi như chân, như là chân là còn kiền rồi đúng không? Mình về là từ từ thoái hóa lâu lắm rồi. Mà mình cũng đầu 7, đầu 8 rồi. Lâu mà chữa lâu. Đúng rồi, mình phải chờ phục hồi từ từ nha. Cái khả năng phục hồi của những người u đầu 8 khác với người u đầu 2 nhé. Rồi tiếp tục ạ. Nào, mấy anh chị khác thấy sao? Ôi trời, lớp mình được cái vui quá ha. Người nào người đấy là hào hứng chia sẻ. Rồi, thấy có muốn nói gì không? Muốn nói gì không chị? Thấy sao? Người đỡ gì là nó
đâu đỡ nhiều ai đỡ nhiều chị đỡ nhiều hả? Mà chị nói là chị mới làm có một lần rưỡi đúng không? Mới làm được một chưa được chưa đầy đủ ha. À chưa đầy đủ mà đã đỡ nhiều rồi ha. Rồi đâu? Mình làm, mình tự làm á chị, thì cái lực nó không có bằng được á. Lúc mình tự làm á thì mình thấy cái lực nó yếu, nhưng mà anh đã nhớ giúp cái thấy nó dễ chịu lắm. Đúng rồi, và cái lực nó mình mạnh. Tự làm á thì mình cái lực mình nó yếu hơn. Mình tự làm á mình phải quen tay. Dạ. Mình quen tay và từ từ mình mới cái lần đầu mình mới tới đây mình mới phổ biến mấy phút đồng hồ. Dạ. Đương nhiên là mình chưa quen tay, từ từ mình sẽ quen ha. Rồi yên tâm đi, tự làm hết, chị yên tâm. Ở đây 80 tuổi cũng tự làm à? Dạ. Bên này là bộ môn không có chữa bệnh, mà là hướng dẫn cho toàn dân, ai cũng trở thành người tự chữa cho mình. Dạ. Tự giúp cho cuộc đời mình. Mọi người lưu ý nhé. Hôm nay chúng ta tới đây ấy, đầu tiên nghe nói là không được chữa bệnh, mọi người chắc là không được vui lắm, đúng không ạ? Thế nhưng mà sau khi mà chúng ta được hướng dẫn phương pháp, chúng ta thấy rằng là chúng ta tự chủ động trở thành thầy chữa cho chính mình, và chúng ta chủ động để chúng ta cảm thấy là sao ạ? À, lúc nào chúng ta cũng vui mà không phải mong chờ một cách gọi là thổn thức vào người khác. Thì lúc này tâm lý mọi người thấy sao? Vui. Vui. Rất là vui. Rất là vui. Vui. Vui cho vào một tay đây. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Và cái chương trình khớp gối của chúng tôi là hướng dẫn cho mọi người như vậy. Mong rằng là các anh các chị ở đây sau khi đã học xong được kỹ thuật đơn giản này, gọi là kỹ thuật chiến trường nhé mọi người, kỹ thuật gọi là kỹ thuật chiến trường, để giúp chúng ta tới đâu cũng có thể thực hiện được. Và bất cứ không gian nào, thời gian nào, điều kiện chật hẹp ra làm sao chúng ta cũng làm được, mà không cần phải phụ thuộc bất cứ một cái thứ thuốc nào hay là một cái kỹ thuật nào thật là cao siêu cả. Và mong mọi người về phổ biến cho bà con xung quanh mình. Những ai bị đau khớp gối như mình cũng sẽ hướng dẫn họ cách làm như ngày hôm nay chúng ta học được ở đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và tiếp theo đây thì tôi sẽ xin chia sẻ một cái phương pháp để làm thế nào mà chúng ta sẽ cải thiện cái chứng đau khớp gối một cách triệt để và trọn vẹn hơn. Đó chính là kỹ thuật chườm gan bằng cặp đá diệu kỳ, và hướng dẫn lại cái cách chườm đá nóng lạnh ở khớp gối ra làm sao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.